Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn Rola đến từ hãng Sansui SBG88, model rất khủng của hãng. Và đây là những cái model màn carbon đánh như bơm quý vị. Đây là dòng những dòng mà cạnh tranh với những dòng loa khủng của những hãng đến từ như Diatom, Onkyo. Nhưng mà Sansui thì là một cái thương hiệu lớn quý vị, được anh em chơi audio đánh giá rất là cao nha quý vị. Thì đối với những dòng loa Sansui hay những dòng Denon thì cái chất âm nó tạo ra luôn là một cái gì đó nó rất là quy luật quý vị. Và cái phần chép, cái hãng Sansui thì chép nó rất là hay quý vị, đặc biệt phần chép chung nó rất là hay và tiếng bass nó cũng lực luôn. Thì này thì anh em ghép với Sansui 607 đó là cha, hay là 707 là cha, hay là 607X đều đánh đều rất là phê luôn quý vị. Nói chung là cùng hãng của nó đánh rất là phê luôn ha, cùng màu đen luôn đó anh em ghép vào. Thì về tình trạng hình thức dòng dòng thì em có quay, mà lát em sẽ quay sơ lên nữa quý vị. Em đã ghép cùng với con đẩy BGW 6500, em này đánh 8 sò sắt RCA và có cái mức giá cực kỳ tốt luôn quý vị cho một con đẩy Mỹ. Thì hôm nay em giảm giá sập sàn nha, vì giảm còn 3,5 triệu thôi. Anh em nào nhanh tay thì còn nha, chậm tay thì hết. Và phía trên là con rề Pioneer C1500 giá 3,7 triệu. Thì anh em nào nhanh tay thì cũng còn và chậm tay thì cũng hết luôn. Rất đẹp nha quý vị, rất đẹp, còn rề bây giờ rất đẹp. BGW 6500 mặt nó có vài cái vết nhăm chày đấy ha, nhưng mà với mức giá 3,5 triệu thì thật sự quý vị khó tìm được cái con đẩy nào mà để đánh tốt được những cái lo lớn mà công suất nó khỏe như thế này quý vị ha. Công suất nó lên tới 6A rồi, 6600. Thì BGW là một thương hiệu là Mỹ nồi nha quý vị, dòng Mỹ nồi, cho nên là quý vị cứ yên tâm. Đây là dòng Mỹ nồi. Con này thì gột ngang nội thất em đã có quay nhiều rồi, em đã có đăng trên clip lên nhiều rồi. Thì quý vị cần thì em có thể gửi quý vị tham khảo. Đó, gột ngang thì rất đẹp, có cái nắp này thì có giảm tút lại ha, cái nắp trên này nè. Đấy, rồi đây là phía sau của con rề Vibra quý vị, rất đẹp ha. Sơn zin của nó còn hết, rất đẹp luôn. Rồi em sẽ quay sơ ngang hình thức của đô la này quý vị. Thì hôm trước em có quay rồi, đô la này thì xuất sắc rồi quý vị, 90% cho 90% ha. Thì đây phần lưng là tuyệt đẹp luôn ha, Sansui SBG88 quý vị, công suất là 200W 6 ohm. Rồi quý vị, loa rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Anh em nào mà thích bát lực đấy, tiếng chép tí tắt chung lồng lộng thì đây, đô la Sansui SBG88 nha quý vị. Đó, bị chóc rồi, nó bị chóc cái mặt series mất tiền rồi. Đây quý vị, đây là cái mặt tiền của em đó ha, mặt tiền nó. Loa này thì rất nặng nha, em này rất nặng, em này như 35kg quý vị, 35kg, nó nặng khủng lắm. Ôm một mình ôm như cục sắt nguội vậy đó quý vị, ôm muốn nổi vậy đó quý vị thấy ha. Bên ngoài rất là, nhìn nó rất là ngầu luôn, màu đen nó nhìn rất là ngầu luôn ha. Trùng to. Đó, bát màng carbon. Đó, màng carbon. Rất là đẹp luôn quý vị ha, rất đẹp luôn. Màng của nó quý vị nhìn vào ha. Đó, tuyệt vời luôn, vô cùng luôn quý vị. Tuyệt vời, rất đẹp. Quý vị thấy carbon ha. Đó. Tuyệt đẹp luôn, nhà các cái niềng cũng vậy quý vị, mình xem nào. SBG88 ha, G88, bass 32, trung 25, chép 25mm, trung 100mm quý vị, là một tấc ha, và bass là 320, là bass 32, ba quay. Thì con loa này là có trở kháng là 6 ohm và công suất là 200W, đó, maximum là 200W quý vị. Thì đô la chỉ có giá là hơn 9 triệu nhưng mà hôm nay đặc biệt em giảm giá sâu cho quý vị luôn quý vị, còn 8,7 triệu thôi, anh em nào nhanh tay thì còn nha. Chung là dịp cuối năm gần Tết rồi thì em cũng muốn là cho nó nhanh quý vị, nhanh nhẹn mau mắn. Thì giảm tất cả các sản phẩm ở đây đều đã có giảm giá, cho nên là quý vị anh em cứ nghiên cứu kỹ nha, cảm thấy ok thì liên hệ với em để chúng ta đó, vào việc luôn. Thì cho nó nhanh để gần cuối năm rồi quý vị, thì anh em cũng sắm sửa một bộ âm thanh về để nghe Tết ở nghiêu ngao cùng gia đình hát karaoke trong dịp lễ Tết thì rất là hay. Thì đô la này chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, rất là tuyệt vời, bass rất là lực quý vị.
Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây.